Nếu bạn cảm thấy thành phố quá ồn ào và vội vã khiến cuộc sống bận rộn không một giây phút thảnh thơi thì hãy tìm đến Seja Homestay Mũi Né. Cảnh đẹp thiên đường nơi đây sẽ giúp xoa dịu tâm hồn bạn với một kỳ nghỉ dưỡng vô cùng đáng nhớ. Tìm hiểu về Seja Homestay Mũi Né. Đến biển Mũi Né, bạn sẽ cảm nhận được không gian bao la, tiếng sóng vỗ bờ, hương vị của sự yên bình, dễ chịu. Nằm ngay trên bãi biển, Seja Homestay Mũi Né là nơi tuyệt đẹp để bạn trải qua tuổi thơ. Seja Homestay là một địa điểm du lịch mang phong cách trẻ trung, hiện đại với tông màu sáng làm chủ đạo. Các phòng nghỉ của resort được thiết kế độc đáo, đầy đủ tiện nghi và sáng tạo. Phòng ốc ở đây rất đa dạng. Vì vậy, chúng ta có thể chọn cho mình một căn phòng vừa đẹp vừa tiện để trải nghiệm kỳ nghỉ này. Với lợi thế nằm sát bờ biển, Seja Bed & Breakfast hàng năm thu hút một lượng lớn khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng. Khung cảnh ở đây thoáng đãng, nhiều nắng và mát mẻ. Chúng ta có thể ngồi ngắm cảnh hoặc đi dạo với ai đó hàng giờ đồng hồ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm du lịch đáng nhớ nhất. Homestay tọa lạc tại 124 đường Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Địa chỉ này rất dễ tìm, ngay cạnh bãi biển Hàm Tiến tuyệt đẹp, bạn sẽ thích thú khi đến đây vào một ngày nắng đẹp. Seja mới đi vào hoạt động từ đầu tháng 2, có thể là cái tên ngôi nhà ven biển hot nhất mạng xã hội, khi hàng loạt bức ảnh chụp người check-in trên Facebook và Instagram. Được thiết kế như một phim trường thu nhỏ, homestay này tọa lạc trên con phố biển nổi tiếng nhất Phan Thiết, Bình Thuận. Vì vậy, lượt xem ở đây là miễn phí. Mỗi phòng tại Seja đều được thiết kế rất tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ hiện đại. Phòng VIP là nơi VIP thực nhất, có cửa sổ kính nhìn ra đại dương xanh tuyệt đẹp. Hãy tưởng tượng buổi sáng khi chúng ta mở mắt ra và đôi mắt của chúng ta được thu vào tầm mắt của một cảnh bình minh đầy nắng trên biển. Cảnh trong phim đã diễn ra ngoài đời rồi phải không? Ngoài ra, homestay còn có không gian chung với giường nằm, bàn cà phê và những cây xương rồng xinh xắn. Đây cũng là góc nổi tiếng nhất Seja, nhìn ảnh sống ảo mà mình mê mẩn luôn. Thiết kế quyến rũ của Seja Homestay Mũi Né. Không đồ sộ như những khách sạn, resort nhưng Seja Homestay Mũi Né lại có một sức hút đặc biệt. Toàn bộ khuôn viên được bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi, bên cạnh là biển xanh, ánh nắng chan hòa khiến bạn như lạc vào thế giới của những kẻ mộng mơ. Thiết kế hiện đại tận dụng cửa kính trong để hấp thụ ánh sáng tự nhiên. Đọc thêm, điểm mặt 15 view homestay phù luôn đẹp thơ mộng giữa trời xanh. Hai dãy phòng dài vô tận, con đường lát gạch vuông vức xen kẽ những thảm cỏ xanh rợp bóng bởi những tấm tre đang vừa mát mẻ, vừa mộc mạc. Trước cửa có những chậu cây hình xương rồng tạo nên bức tranh thiên nhiên tươi mát, nơi bạn có thể tha hồ ngắm vô số bức ảnh đẹp. Phòng ốc tiện nghi, sạch sẽ, view đẹp luôn là mối quan tâm của mọi du khách. Đến với Seja BB, phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi và phong cách đơn giản. Với màu trắng làm chủ đạo, màu ghi, nâu hơi sẫm sẽ mang đến cảm giác sang trọng lãng mạn. Phong cách retro và màu sắc hài hòa khiến không gian riêng tư trở nên duyên dáng hơn khiến bạn thích mê. Các phòng nhìn chung chỉ có hướng vườn, nhưng các phòng hướng biển rất đẹp lại mở ra biển. Gia đình chủ nhà còn có phòng giặt riêng, studio và khu tắm nắng cực đẹp cho bạn tha hồ sống ảo. Đặc biệt vì nơi đây như chính ngôi nhà của bạn nên hãy tận hưởng không gian tuyệt vời đó một cách trọn vẹn nhất. Phòng view biển. Bắt đầu từ ga trải giường, đến chăn gối, rèm cửa, xung quanh căn phòng được bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi, toát lên vẻ sang trọng và quý phái. Cửa sổ được làm bằng rèm gấp dễ dàng kéo lên và hạ xuống. Buổi sáng thức dậy, mở cửa ra là thấy bãi cát xanh ngắt, thơ mộng và đẹp như tranh vẽ. Phòng Ocean View có ban công phía trước được trang trí bằng những chậu xương rồng xanh xinh xắn, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu và thoải mái cho ngày mới. Ngoài ra, Tico Travel gợi ý bạn có thể chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ cho bữa sáng và một ít bánh ngọt và tách trà, ngồi trong phòng hoặc mang ra ngoài. Mọi người vừa ăn vừa ngắm cảnh buổi sáng trong khi hấp thụ ánh nắng ban mai dịu nhẹ giúp cơ thể tích tụ vitamin D. Khi đến với Seja Homestay Mũi Né, bạn sẽ ăn sáng luôn tại địa điểm đó. Nhân viên ở đây rất chu đáo, họ sẽ chuẩn bị sẵn bữa sáng trước cửa phòng khi thức dậy.
phòng đông tập thể. Nếu bạn đến đây cùng một nhóm để du lịch thì phòng đông tập thể là lựa chọn hàng đầu. Vì vậy, tiết kiệm tiền và tận hưởng những ngày nghỉ với bạn bè cũng tiết kiệm tiền phòng. Tuy đây là phòng tập thể nhưng trông rất gọn gàng, sạch sẽ và bắt mắt. Phòng studio. Tại sao nó được gọi là studio? Studio là một căn phòng thu nhỏ bao gồm phòng khách, phòng ngủ và phòng bếp, tạo cho mọi người cảm giác như một không gian rộng lớn không có tường ngăn. Studio của Sejasa BB rất mới mẻ và sáng tạo để khiến du khách thích thú với căn phòng này. Phòng 8. Seja Homestay Mũi Né có không gian sống đầy đủ tiện nghi. Phòng tắm rộng rãi, sạch sẽ. Nó được trang bị đầy đủ vòi sen, bồn rửa, giá để xà phòng và chất tẩy rửa cơ thể, v.v. Ngoài ra còn có những chậu xương rồng tô điểm cho các kệ bên trên khiến không gian nơi đây trở nên nổi bật và bắt mắt. Không chỉ vậy, trong phòng tắm dành cho khách du lịch còn có một chiếc gương tròn trông rất sang trọng. Sau khi tắm xong, bạn có thể cầm điện thoại đứng trước gương và chụp những bức ảnh đẹp nhất. Nhìn chung, không gian ở đây được trang bị tốt và bạn sẽ hài lòng với dịch vụ ở đây. Đây chắc chắn là một nơi nghỉ ngơi tuyệt vời cho tất cả mọi người. Đọc thêm, review Việt Tân Kiên Home Sapa chi tiết từ A, Z mới nhất 2022. Nhà bếp. Đến với gian bếp này, du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên khi có đầy đủ các thiết bị như tủ lạnh, tủ bếp, bếp ga, nồi cơm điện, gia vị nấu nướng, v.v. Không gian bếp thông thoáng, dễ di chuyển. Cũng vì Seja Homestay Mũi Né gần biển nên bạn có thể mua hải sản tươi sống để làm bữa ăn thịnh soạn. Khuyến khích bạn nên làm một bữa lẩu hải sản hoặc các món nướng như mực, bạch tuộc nướng là những món phổ biến. Những trải nghiệm độc đáo ở Seja Homestay. Khi đến với Seja Homestay Mũi Né, điều đầu tiên bạn không thể bỏ qua đó là tắm biển và tắm nắng. Bãi biển chỉ cách đó vài bước chân và có những chiếc ghế dài cho bạn thư giãn, vì vậy hãy mang theo bộ bikini quyến rũ để chụp ảnh. Ngoài ra, còn có các trải nghiệm khác nhau như câu mực, thăm làng chài, ăn những món ăn ngon. Các gia đình bản xứ có bếp riêng và du khách có thể đi chợ, tự nấu ăn hoặc làm một bữa ăn thịnh soạn với chiến lợi phẩm của mình sau một ngày trải nghiệm ngư dân. Tại đây, gia đình chủ nhà cũng cung cấp một bữa sáng bổ dưỡng trong phòng ngủ của bạn. Tọa lạc ngay trung tâm Mũi Né, vì vậy bạn có thể tự mình khám phá những địa điểm du lịch hấp dẫn, những nhà hàng ngon và những khu vui chơi giải trí trong suốt thời gian lưu trú của mình. Đồi cát Mũi Né, ngọn hải đăng Kê Ga, Bai Giang đều là những địa điểm không thể bỏ lỡ nếu có cơ hội. Seja Homestay có gì đặc biệt? Seja Homestay Mũi Né được xem là điểm đến tuyệt vời nhất. Hoạt động giải trí gần Seja Mũi Né Homestay. Như chúng ta đã biết, Seja BB nằm gần biển. Vì vậy, đồ ăn ở đây chủ yếu là hải sản tươi sống, giá cả hợp lý. Sau khi mua hàng, mọi người có thể xử lý nó theo một số cách khác nhau. Bạn có thể làm món sốt hải sản với xà lách, ngò rí hoặc thêm một chút xúc xích và một số loại rau khác để bữa ăn thêm phần hấp dẫn. Ngoài ra, một số món ăn được gợi ý khác, hải sản nướng, món chiên, mang lại hương vị đậm đà của nơi đây. Nếu bạn ăn tối, hãy trang trí nó cho một bữa tiệc ngoài trời và thưởng thức nó ở bãi biển. Đây là một ý tưởng tuyệt vời cho những ai thích dùng bữa trong khung cảnh lãng mạn. Vì vậy bạn có thể vừa thưởng thức bữa tối thịnh soạn dưới ánh nến lung linh, vừa hóng gió và ngắm biển vào buổi tối. Còn gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc này, một đêm khó quên. Địa điểm ăn uống gần Seja Homestay Mũi Né. Nơi thường được du khách lui tới ăn uống là chợ đêm Mũi Né trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Đến với nơi đây bạn sẽ được ăn thỏa thích với nhiều món ăn như bánh canh cá mai, cá đục, cá suốt, chả cá, bánh hột, bánh xèo, bánh hỏi lòng heo. Ngoài ra, đồ uống cho khách là cũng được chuẩn bị công lết với một vài loại bia để tạo cảm giác sảng khoái. Tiêu sống ảo ở Seja Homestay Mũi Né. Đến với nơi đây, bạn sẽ có 7.749 bức ảnh sống ảo cực ngầu như
khu vực tắm nắng. Đây là góc sống ảo đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Không gian quán rộng rãi, thoáng mát, tha hồ tận hưởng những gì tinh túy nhất của đất trời. Ghế nghỉ được thiết kế bằng gỗ nhìn sang trọng. Bạn có thể tạo dáng theo bất kỳ cách nào mình muốn để tạo ra một bức ảnh triệu đô. Đọc thêm, Hong Phem Homestay, đi tìm về chốn bình yên giữa đồi thông Đà Lạt. Bạn cũng nên chụp ảnh trong phòng riêng của mình. Khi ở trong phòng ngủ, bạn có thể thoải mái, vùng vẫy, chụp ảnh ở mọi góc độ. Ánh nắng sớm mai chiếu vào qua ô cửa kính khiến căn phòng trở nên sáng sủa và vương giả. Hãy lưu những bức ảnh này và chia sẻ kỳ nghỉ tuyệt vời của bạn tại Seja Homestay với bạn bè của bạn. Bức tường định danh là không gian được giới trẻ yêu thích. Được thiết kế theo tông màu sáng độc đáo, bức tường này toát lên vẻ thanh lịch mang đậm phong cách Hàn Quốc. Được trang trí bằng chữ Seja màu xám trông rất hài hòa trên nền trắng. Hãy đến đây để chụp ảnh cùng gia đình và bạn bè. Từ thái độ của người được chụp đến không gian chụp, tất cả đều góp phần tạo nên những bức ảnh đáng nhớ nhất. Seja Homestay mũi né loại phòng và giá. Seja Homestay mũi né là một homestay ấm cúng mà bạn không thể bỏ qua. Homestay có nhiều phòng phù hợp cho nhóm, đôi, gia đình, giá phòng tương ứng như sau. Phòng tiêu chuẩn 580.000 đồng phòng hướng biển, 890.000 Việt Nam đồng phòng đôi, 780.000 đồng ký túc xá, 190.000 VND một khách. Giá phòng tiêu chuẩn đêm 450.000 đồng, 21.00-10.00 giá phòng ban đêm hướng biển, 750.000 đồng, 21:00-10:00. Lưu ý, thêm người tính 150.000 đồng một người một ngày. Các dịch vụ và tiện ích ở Seja Homestay Mũi Né. Seja Homestay Mũi Né luôn mang đến không gian ấm cúng, thân thiện với môi trường và bắt rôn sống ảo triệu view. Nếu có dự định đến Phan Thiết, bạn nhất định nên ở lại đây và xem qua bức tường biển hiệu Hot đang xôn xao trên mạng xã hội. Ngắm biển lúc hoàng hôn, khi nước đổ xuống tạo thành những nếp gấp trên cát đều đẹp. Du khách có thể tự nấu ăn, giặt giũ và sấy khô bữa ăn của mình trong nhà bếp và phòng giặt là. Gần đó có các điểm tham quan du lịch, xe điện và xe đạp là phương tiện di chuyển phổ biến nhất, đưa bạn đi dạo, mua sắm và ngắm cảnh. Nếu bạn chưa biết nhiều về quán ăn ngon, quán cà phê đẹp thì nhân viên có thể tư vấn cho bạn. Những điểm du lịch xung quanh Seja Homestay Mũi Né bạn nên ghé thăm. Đến với Seja Homestay Mũi Né bạn sẽ có rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng để khám phá và trải nghiệm như làng chài Mũi Né. Đây là điểm đến du lịch đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn. Không gian làng chài về đêm tấp nập người qua lại, khung cảnh nơi đây thật thơ mộng. Nó cũng là niềm vui để tham quan khu vực vào ban đêm. Đến đây, bạn còn có thể cảm nhận được tiếng sóng biển, tiếng gió biển vi vu. Cảnh sắc thiên nhiên hòa cùng không khí lao động sung túc, vui vẻ của những người dân chài về đêm tạo cho lòng người một cảm xúc khó tả. Còn một số địa điểm khác bạn nên tham khảo, suối tiên, làng chài mũi, v.v. Tìm hiểu về Seja Homestay Mũi Né bạn đã phần nào có được những kiến thức du lịch bổ ích về những điều thú vị nơi đây trong và ngoài nơi đây. Chúc bạn và gia đình có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.